Hello mấy anh chị, dạ em là qua hôm đây đây. À, hai mẹ con đang đi ăn hột vịt lộn mọi người. Ơi đây là hột vịt lộn cú hột. Của ông đen. Nè, cú hộ ơi, chú ta. Ủa về đó. Để xíu lên nó thấy đó, nó luôn đó. Nguội rồi đó, tại vì cứu hộ sợ nóng đó. Nên cái phản xạ giống như là đề phòng á. Ăn cái gì cái ăn đi.